là Nautilus. Khi mà bạn đã bị cấm đi On, bạn đã bị lấy đi Gragas và thêm cả đó là một con Galio nữa, thì bạn chỉ chắc chắn là còn đúng một sự lựa chọn duy nhất là Nautilus. Trao đổi mục tiêu và bạn sẽ hẹn gặp nhau ở những tình huống giao tranh lớn là một điều có thể xảy ra. Nhưng người đang bị chọn đây là Sinh Đồ 7. Sinh Đồ 7 bị găm đi cho mình có là cái bọc thuốc súng, nhưng ta vẫn cố gắng đu không về. Chạy được ta rồi. Vẫn bị bắn đến từ Alon, tiếp tục nhảy lên bắn, chỉ còn đầu cho được giữa tạm thời đến từ EDG. Và Alon vẫn đang cố gắng lui về, anh ta không còn nhảy nữa của mình rồi. Đó là ngay phút thứ 4, gần phút thứ 5, họ sẽ lên và để lấy trụ. Và đây sẽ là pha thi đấu sử dụng chiêu cuối rất tốt. EDG nhảy vào, đó là pha thi đấu nhảy đến từ vị trí của Alon. Và câu anh ta chỉ còn một chút bóng thôi, với được không? Câu trả lời là vẫn chưa với được. Nhưng đó là pha thi đấu mà Langui anh ta cũng có thể sử dụng được những cơn thủy triều của mình để dứt điểm được rồi. Và đó sẽ là một đổi một đến từ cả hai đội tuyển trong tình huống này. Đó 128 không còn tốc biến, nhưng đó là một pha mà chúng ta thấy được rằng khi mà có Tristana, các thành viên của bên đội tuyển Easy họ thường đưa lên đường trên rất nhanh. Nhưng từ từ đã, chúng ta đã thấy được Langui là một người còn rất thấp máu. Đây chiêu cuối đã tung ra đến từ 0.11 để giúp có thể về được. Nhưng đó là pha thi đấu mà Skypel đã đến ngay lập tức là màn đáp trả đến với các thành viên của bên đội tuyển Panther Phoenix. Bạn di chuyển thì bạn sẽ thọt đi cái nhịp tâm lính của mình. Và bây giờ người đang bị giữ chân đó lại là vị trí của Reton trong tay của Sảo Trang, bật luôn cho một thần cá sấu. Quang tốc biến đi lui về. Ui, làm cho thành công một người và có luôn một điểm hạ gục đến từ con cá sấu này của Sảo Trang. Một tình huống mà như tôi mà thôi, Langui cũng không dám vào. Hai bên vẫn đang rất cố gắng để có thể câu kéo thêm thời gian. 071 bắt đầu vào, nhưng người lao vào trước đó Langui. Langui bị đẩy về, nhưng rồng vẫn đang còn đó. Bắt đầu vào vị trí đó, Lang ở đó, đó là Alone. Anh ta bắt đầu bị cô lập, nhưng công đại một lần nữa nằm xuống. Tiếp tục là Sindo 7, anh ta cố gắng, nhưng cuối cùng thì cũng không đủ sát thương. Và thêm vào một người thứ ba đó là vị trí của Sào Trang. Và tự nhiên đâu một tình huống nhấp nhả trước từ FX. Bên phía đội tuyển Panther Phoenix vẫn lại một lần nữa chúng ta thấy được rằng lỗi vị trí rõ quá rõ rệt đến từ anh chàng Công. Và đây sẽ là tình huống các thành viên của bên phía đội tuyển EDG họ tràn lên. Đo 128 đang bị cô lập vào trong tình huống này. Skypel đang có độ, Skypel đang cố gắng để gỡ gạc lại những sai lầm đến từ những người đồng đội của mình, nhưng là rất khó khi mà sát thương của Yu là quá nhiều. Và triple kill đến từ vị trí của 0711, một món khó để cho bạn có thể tìm đường vào. Và bây giờ đây thì Công đã tới, nhưng ta tốc biến thật vào. Anh ta làm cái gì thế này? Bùng lùng ra, cố gắng cướp Baron, nhưng ta bị ấn tung. Anh ta bấm khăn giải thuật, và Công nằm xuống. Xin đấu bảy tới, nhưng ta không có Baron. Anh ta dùng tối ảo thư vào người của Yu. Yu bấm đồng hồ, và Yu vẫn còn sống. Và Yu có luôn điểm hạ gục của Công. Khi mà con Baron còn quá nhiều máu trong tình huống này, Chao đang cố gắng làm một điều khác biệt và chúng ta cùng chờ xem tình huống này. Skypel không bắt được vào vị trí hai xạ thủ rồi. Thùng tiêu nổ cũng không còn là quá đẹp. Đo 125 đang rất cố gắng, họ bắt được vào vị trí của Alone. Có lẽ sẽ lấy được mạng của Alone, nhưng cái giá phải trả lại là bao nhiêu người đây? Khi mà 0711 đã đến, con quái vật mang tên Hecari bắt vào vị trí của Skypel và end có game. Lẽ rằng đây sẽ là end game ở phút thứ 17 của trận thi đấu này. Khi EDG họ có Baron và đầu có những tình huống đẩy một cách quá dễ dàng và quá thoải mái. Móc vào Công, cầm bùng lồng ra, Công bỏ chạy, Công vẫn bị đốt lại và Công chắc chắn về được. Nhưng cái nhà chính này thì không ai bảo vệ cả. Sindo 7 bất lực trong việc ngăn cản đối phương phá nhà và Công nằm xuống thêm một lần nữa. 1-0 cho EDG. Sẽ là Lucian ở vai trò xạ thủ dành cho Công. Và EDG họ cũng có luôn con Zeri chứ không phải là con Tristana. Thật ra thì tôi nghĩ rằng là ở trong ván thi đấu đầu tiên vừa lại là Công với những tình huống thi đấu rất khó hiểu. Và người đang bị hỏi thăm đường trên là Sindo 7, anh ta đang bị bắn và có thêm các sự xuất hiện đến từ 071 và Langui. 071 tới và Sindo 7 nằm xuống, chiến công đầu cho Sảo Trang. Có cho mình chiến công đầu. Còn bây bắn giờ đo 128 anh ta sẽ phải làm gì trước ba người đây? Chiêu cuối được tung ra và đẩy ngược về tốc biến theo, nhưng chắc chắn rằng không có bất kỳ một động thái nào xấu đến từ vị trí của Sảo Trang rồi. Langui cũng đang bắt đầu càn vào. Cuối của mình lao vào hất tung chỉ được một người. Skypel mất rất nhiều máu và anh ta có thể lùi về được không? Anh ta tốc biến bỏ đi ở đây và con sứ giả khe nước này được dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển EDG. Thôi xong rồi, Công đang chạy, ta bấm kiệt sức nhưng ta vẫn nằm xuống và một mình đòn 128 đang cố gắng quẩy. Anh ta không còn chiến binh tận thế và chắc chắn hất tung chiến công tiếp theo dành cho Renaton của Sảo Trang. Thường mà họ gây ra những người đánh nhau, người đang bị giữ chân lại. Không bay một nằm xuống, Công vẫn đang được bắn, nhưng Alon cũng đang tương tự là như vậy. Anh ta vẫn đang cố gắng thả diều, tốc biến đi né chiêu và người đang cố gắng chống chịu là Langui. Sindo 7 thấp máu, Sindo 7 nằm xuống lần thứ 3 trong ván đấu này và Yu vẫn đang được chơi. Don 128 tới, bật chiêu cuối bắt đầu bổ từ phía ngoài. Yu bắt đầu tốc biến ra về phần trụ của mình. Và họ đang cần phải làm thế nào để có thể gỡ gạc lại được bây giờ? Còn đây sẽ là tình huống Alone đi sai vị trí, đó sẽ là mạng dành cho vị trí của Skypel. Còn trong khi đó khu vực đường trên, Langui và Sảo Trang 2-3 cực kỳ lực với con cá sấu này. Skypel đến có lẽ sẽ là đủ thời gian để có thể bắt được vị trí của Langui rồi. Thịt bò khô ăn Tết hay không, chúng ta cùng chờ xem. Thịt bò khô đã đến, Sảo Trang vẫn đang rất trâu ở trong tình huống này.
con cá sấu này kìa. Thật sự là một con cá sấu quái vật ở khu đường trên. Và Big Bomb đến từ vị trí của You đã thành trường rồi. Như vậy thì đang đổi mục tiêu là lời dành cho EDG. Và họ vẫn muốn chạy lên 1 tỷ. Nhưng tuy rằng không kiểm soát hết mắt đối phương, nhưng họ vẫn đang không muốn dừng lại. Lao vào 3 người tuyệt vời đến từ 0711. Và công lại tiếp tục nằm xuống thêm một lần nữa. You được bắn, xin đâu bảy đã tới với tối đầu thư. Hất tung tiếp tục được 2 người đến từ Language. Và vẫn đang bổ, Alon giữ vị trí là tốt. Và ta bắn gục được xin đâu bảy. Xảo Trang cô lập được Skype Elra. Và 4 điểm hạ gục dành cho EDG. Và có thể là họ cũng có thể sẽ là cả 3 đường. Ôi, một cái thùng siêu nổ hoàn toàn chật lất đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển Panpanic. Và ngay lập tức chết sốc ở trong tình huống này. 2 bàn hạ gục đã có và đây sẽ là end game chắc chắn rồi. EDG sẽ có chiến thắng 2-0 trong cặp thi đấu BO7 ngày hôm nay. Một sự hủy diệt chúng ta thấy là quá bất ngờ. Và Lát tiếp tục lao vào, người nằm xuống đó là Chào. Và vẫn đang tiếp tục tàn sát đến từ EDG. Có thêm điểm hạ gục đến từ You. Và họ vẫn đang bắn nhà 2-0 cho EDG. Cái cánh của Xảo Trang và You và nửa phần sông trên chắc chắn là cái lượng tầm nhìn mà không phải một con không được quyền bỏ qua nếu như bạn muốn có lợi thế. Bởi vì trong cái cõi cho rừng của EDG và xin đâu bảy nằm xuống, nhưng Xảo Trang là người mất máu tương đối nhiều. Anh ta đang cố gắng về nhưng anh ta không về được. Đó là điểm hạ gục thứ hai dành cho vị trí của đôi 128. Và sau vị trí của Công, Công bắt đầu về, Công giật lông ra, bung lông bỏ chạy đi. Và ao giao tranh đến từ xạ thủ của FPX. Và EDG đang có tạm thời quyền quyết định ở đây. Lao vào trước khi khích tốt đến từ vị trí của Chào, nhưng vẫn có sứ giả đến từ 071. Và họ vẫn đang cố gắng bỏ chạy. Alloy bắt đầu bắn từ phía ngoài và chỉ đổi được một thêm một điểm hạ gục nữa, đó là 0711 mà thôi. Công anh ta cũng có những hạt hồi phục để có thể hồi phục được rồi. Và Xẻo Trang anh ta có lẽ rằng cũng không dám làm gì ở đây hay không, chúng ta cùng chờ xem. 3-3 nhưng Lang Vui đang có mặt đây lại một lần nữa. Công anh ta bị anh chàng Xẻo Trang hay lập tức focus vào đây, và đây sẽ là pha thi đấu họ sẽ có rồng chắc chắn là như vậy. Và đây sẽ là tình huống mà cả Alone cũng như Lang Vui đến, và Chao đang có mặt ở đây rồi. Chao khiêu khích một người, đó là vị trí của anh chàng Xẻo Trang. Nhưng bây giờ sao mà về được đây? Sinh đô bảy rất cố gắng nhưng anh ta không thể làm bất cứ một điều gì cả. Những pha thi đấu búp bởi vì Lang Vui cần có cái việc mà sự sống ở trong giao tranh nhiều hơn. Nhưng đây sẽ là pha thi đấu mà chúng ta thấy lại một lần nữa con cá sấu cực kỳ ác quỷ nằm trong tay của Xẻo Trang đã lên tiếng ở trong ngày thi đấu hôm nay. Anh ta rồi tiếp tục có pha thi đấu 2-2 và tới. Bây giờ đo 128 là người phải tốc biến lùi về trong tình huống này. Chiêu cuối được tung ra, xin lỗi phải mất rất nhiều máu. Và đây sẽ là pha thi đấu mà Công lần này giật lông tốt nhưng vẫn chưa ai phải nằm xuống. Xẻo Trang tốc biến qua tường, nhưng đó là một pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng anh ta không bắt được vào bất cứ ai cả. Thành viên của Panpanic ra khỏi con rồng này, và đây sẽ là con rồng thứ nhất dành cho các thành viên của EDG. Chào. Không có rồng hai, bắt đầu lao vào tấn công nhưng cái góc này rất khó để cho sinh đúng 7 có thể vào được. Đo 128 bắt đầu tung ra và người đầu tiên phải nằm xuống đó là vị trí của Chào. Ui, một bộ tốt đến từ vị trí của đo 128, nhưng có lẽ rằng đó là tất cả những gì mà con Aatrox này có thể làm được mà thôi. Yu anh ta đang rất cố gắng để có thể vào được, và đo 128 bắt đầu tung ra những cú đánh của mình, những cú quỵ, những cú nện chưa thể gây được áp lực dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển EDG. Và EDG của đối phương và Yu đang bị phía cái tầm nhìn ra. Chào là người lao vào trước, anh ta có một khiêu khích là tương đối đẹp nhưng vẫn chưa có góc để được bắn. Và Công lại là người bị tìm kiếm, anh ta không lập được bỏ chạy. Xảo Trang bấm được một câu giờ, anh ta có thần cá sấu. 0711 đã tới, Alone bắn từ phía ngoài. Chào đã tới với chiêu cuối của ta nhưng không giữ chân được ai cả. 0711 vẫn lui về được và như vậy rằng sẽ không có ai nằm xuống cả. Và thi đấu này thì tìm góc, Xẻo Trang là người chặn vị trí của Skybell lại rất xuất sắc và không có cách nào để có thể lấy được con rồng này. You lao vào, Công lại sử dụng cho mình đó là chiêu cuối rồi, thì bây giờ đó sẽ là pha thi đấu mà Công phải lên bảng điểm số trong tình huống này. Double kill đến từ vị trí của You và bây giờ sinh 7 có thể lấy được một mạng đến từ vị trí của Vladimir rồi, nhưng đó là tất cả những gì mà người chơi đi rừng của BVS tuyển Fanpage có thể tìm được thôi. Thậm chí rằng anh ta bị bắt lại rồi, anh ta sử dụng chiêu cuối không đào thoát đi được, và đó là một mạng đổi lấy 3 mạng cộng 1 rồng cộng 1 Baron dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Panpanic. Và EDG tiếp tục là đội tuyển có được lợi thế ở trong trận đấu này. Người đang lao vào là 0711 tiếp tục giữ vị trí đến từ Chao. Anh ta làm choáng được một người nhưng 0711 bấm đồng hồ bây giờ. Sát thương đến từ Alone là quá nhiều và họ vẫn muốn càng lên. Người bị giữ chân tuyệt vời là con Vladimir này, không, đó là Aatrox của đội 8. Anh ta gục ngã và tìm kiếm người thứ hai, đó là Chao. Double kill dành cho Alone và thêm một điểm hạ gục nữa cho đây vẫn chưa. Xin đâu ấy vẫn lui được nhưng tôi nghĩ rằng là cái nhà này thì không có chân để về rồi. Công bắt đầu bắn trong tuyệt vọng, anh ta không còn đủ lượng máu nữa, cố gắng rút lông ra nhưng có một cửa mega đường giữa cho EDG. Họ vẫn muốn có hai cửa đường dưới nữa cũng sẽ được trả ra. Xin đô 7 lui về một tí. Ui, Công đang bắn tay đôi. Công không có đam trong pha vừa rồi, anh ta phải lui về và tiếp tục là dẫn nhà đến từ EDG 3-0 cho top 3, tức là top 2 khu vực vòng bảng khu vực Trung Quốc này.
là vị trí của Achok trong nằm trong tay của Dortmund 8. Một ngày thi đấu mà tôi vẫn nghĩ là cái chìa khóa nằm ở khu vực đứng trên của EDG rất nhiều, khi mà tiếp tục một lần nữa anh chàng xẻo chàng lại được cầm con cá sấu trong tay của mình, và ngày hôm nay anh ta kinh thật. Nó tôi khá là bất ngờ đối với tôi nha. Full sát lực à? Full sát lực. Liệu rằng có một trận đấu full sát lực đến từ vị trí của con bài Lee Sin đang trong tay của 074 hay không? Nhưng công bằng mà nói thì phải công nhận một điều là đây là một trận đấu, đây sẽ là chiến công đầu không? Và đó sẽ là chiến công đầu dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Phan Phoenix, nhưng công có lẽ cũng sẽ phải nằm lại. Trước đó là vị trí của Lang Gui, khi mà Lang Gui cũng đã có cho mình đó là level 2 rồi. Anh ta thật thậm chí rằng cực kỳ áp lực với con Ragaz này. Một pha thi đấu muốn bắt vào vị trí của 074, nhưng đây là công một lần nữa. Liệu rằng Erlon không còn năng lượng nữa nhưng vẫn kịp cho mình một cái dịch chuyển cổ họng. Và lại một lần nữa chúng ta phải gọi tên anh chàng này đầu tiên của trận thi đấu này. Có chào luôn. Đoàn bóng cũng đã tới. Hất tung được Sáo Trang. Sáo Trang có thần cá sấu. Quay trở lại trái combo. 071 cũng ngắt đi con sứ giả này. Quay trở lại để có thể hỗ trợ cho đồng đội của mình. Một tình huống mà đánh cu cưa và hỗ trợ nhau là cực kỳ tính đến từ EDG. Và Sáo Trang hết thần cá sấu. Xin đôi bài đã tới. Nhân tạo bị cô lập. Nhưng cái cú thùng đồ này nó không đẹp một chút xíu nào cả đến từ Langui. Nhưng không sao, xin đôi bảy cũng quyết định lui về, và con sứ giả được dành cho 07 sẵn sàng, và có thêm cả con cây sa của công nữa. Langui là người vào trước, nhưng ta là người bị mở và tiếp tục vào đến từ FPS, và họ chọn mục tiêu đó là Langui. Langui vẫn còn sống, à không, bây giờ anh ta đang gục ngã rồi. Alone thì sao? Alone vẫn đang được bắn, Alone đang bắn free, và 071 cũng đang được quẩy. Công đang cố gắng che cho đồng đội của mình và chỉ có một điểm hai gục đến từ FPS mà thôi. Lấy 4 đánh 3, họ vẫn mất một người và thậm chí rằng họ mất cả trụ. Một pha thi đấu Master con Ragaz đến từ vị trí của Lang Gui trong tình huống này, và thậm chí rằng bây giờ Gui, nhưng đó là một pha thi đấu tốc biến rất hay đến từ đó với 8 đánh 2. Có một pha thi đấu double kill dành cho anh chàng này hay không? Nó sẽ chỉ là một pha thi đấu 1 đánh 2 đổi lấy được một mạng đến từ vị trí của Achok anh thôi. Nhưng đó là một pha thi đấu đường dưới thì EDG họ đang làm quá tốt. Tiếp tục lại một pha thi đấu 4 đánh 3 hay không? Thùng rượu nổ một lần nữa. Gui. Quá hay đến từ vị trí của Lang Gui. Lấy được trụ rồi, xẻo trang vẫn về được. 0711 bây giờ xuất hiện sẽ đá ngược vị trí Hecarim về. Và đây sẽ là mạng đến từ vị trí 0711. 0711 vẫn còn rất nhiều máu ở đây. Anh ta vẫn đang cố gắng cò quay. Nhưng cú đánh đến từ Dom 18 đang là khá chất lượng. Và đây có lẽ sẽ là chấm dứt không? Tốc biến đến từ vị trí của Skypeo với một pha thi đấu tuyệt vời của mình. Và đó sẽ là họ đang không biết cách nào cả. Công cụ của họ đang muốn mở là khả năng đứng cao đến từ đôi 128. Anh ta đang chọn một người của mình là Langui. Nhưng ta là người bị tấn công lại quá nhiều. Và 071 đã tới. Tạm thời để lui được một người. Skypeo đã tới. Nhưng bây giờ thì sao? Anh ta cũng đang phải lui. Nhưng người đang bị ở lại đó là Chao. Chao nằm xuống. Sáo Trang cũng như Langui đang muốn tìm một xin đôi 7. Làm chậm xin đôi 7. Hất tung được ngược trở lại. Xin đôi 7 tiếp tục dùng chuyện của mình để chỉ bỏ chạy mà thôi. Là lời ngược trở lại cho EDG. Tính với cái pha bắn thần bí. Và bây giờ đây thì chênh lệch một cấp độ với hai xạ thủ. 0711 đang muốn tìm đường để vào, nhưng Langui là người vào trước. Chào mất đi cho mình cú xuất hiện quả cháy rồi. Tiếp tục là lao vào, bật chiêu đến từ sau đây. Quá tuyệt vời đến từ 0711. Và công bấm đồng hồ câu giờ. Alone bắn từ phía ngoài. EDG đang cố gắng tràn lên. Họ đang chỉ cố gắng cu cưa mà thôi. EDG không còn, anh là FPS không còn cửa để vào hang Baron nữa. Xin đô 7 bắt con rồng gần như mang tính chất quyết định. Baron đã có. EDG không cần vội vàng ở trong con rồng này. Họ sẽ tiếp tục để cho anh chàng Jerry có thể đẩy khi mà có bùa lợi Baron này rồi. Và thậm chí rằng xin đúng vậy, mất rất nhiều máu. Con rồng này dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển EDG một lần nữa. Và đây là bất lực rồi. Các thành viên của Phan Phoenix họ không thể làm bất cứ điều gì cả. Và chiến thắng chắc chắn sẽ gọi tên các thành viên của bên phía đội tuyển. Đó là EDG khi họ quét sạch ở trong tình huống này. Một pha thi đấu 5 đánh 4 nhưng thậm chí rằng EDG họ vẫn là người giành chiến thắng. Và đó sẽ là chiến thắng 4-0. Hủy diệt ở chung kết nhánh thua dành cho các đại diện đến từ khu vực Trung Quốc.